thú vị của các bạn. Ngày hôm nay thì nhân một buổi tái khám của một vị nữ khách hàng xinh đẹp đã thực hiện dịch vụ bọc răng sứ tại em Cát, thì em Cát đã mời chị đó tham gia một buổi nói chuyện để chia sẻ cảm nhận và cảm nghĩ sau khi thực hiện dịch vụ tại nha khoa em Cát. Đầu tiên mình xin giới thiệu đó là bác sĩ Minh Trí. Tiếp theo là một nhân vật rất quan trọng, đó là vị nữ khách hàng xinh đẹp, chị Tuyết Bình ạ. Thì được biết là chị Bình làm trong môi trường công việc là kinh doanh á, cho nên là mình thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, và chắc chắn là nụ cười rất là quan trọng rồi. Thì khi mà mình trước khi tới với em Cát thì không biết tình trạng răng miệng của mình như thế nào ạ chị Bình? Mình có gặp khó khăn gì trong cuộc sống và giao tiếp không? Trước đây thì răng mình là không có đều màu, với lại là không có đều răng nữa, cho nên nhìn kiểu như là không có được đẹp á, với lại là nó bị tối màu, với là không có tự tin, không muốn cười, kiểu như ít cười lắm. Chung là làm việc trên online là chủ yếu bấm máy thôi. Thì không biết được là chị Bình biết tới nha khoa em Cát thông qua kênh thông tin nào ạ? Mình được người quen giới thiệu á. Người quen mình đã từng thực hiện dịch vụ tại bệnh viện thẩm mỹ em Cát hay là nha khoa em Cát ạ? Người quen mình đã làm dịch vụ tại phẫu thuật tại bệnh viện mình. Dạ vâng ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe một phân tích chuyên môn về tình trạng răng của chị Bình trước khi tới với nha khoa em Cát nha. Xin mời bác sĩ ạ. Đối với răng của bạn Bình này thì đây là chúng ta sẽ thấy được tình trạng trước và sau khi bạn nó làm răng sứ. Thì đối với răng của bạn trước khi làm răng sứ thì răng của bạn với cái form răng không đẹp, rồi form răng bị tối màu, rồi bạn có tình trạng là răng lệch lạc dễ gây sâu, và hiện tại thì nó cũng có một vài đốm sâu nhỏ rồi khớp cắn của bạn cũng vẫn cắn cũng không có đúng nữa. Nên là với cái mẫu răng, với cái form răng này thì cái lựa chọn tốt nhất đó là làm bỏ răng sứ lại, làm răng sứ thì có thể cải thiện được cái hình dáng, màu sắc và cái khớp cắn của bạn. Đó là cái tình trạng của bạn Bình. Bác sĩ được cho em hỏi là thời gian mà mình bọc răng sứ hoàn chỉnh là mất thời gian khoảng bao lâu hả bác? Nếu mà thời gian để bọc răng sứ có thể tính theo khoảng trên lần hẹn, có khoảng tầm 4 lần hẹn. Thì nếu mà hôm nay bạn này tới thì mình có thể làm cái thủ tục cơ bản như là lấy dấu để làm em tạm và nghiên cứu để làm một cái răng sứ sau này cho tốt hơn. Thì nó sẽ tính theo cái lần hẹn, thì bạn này có thể đi khoảng 4 lần hẹn. Nếu mà màu sắc hay là hình dáng của bạn nó đồng ý hết thì chỉ ở trong 4 lần đó thôi, còn nếu không thì có thể sẽ kéo dài thêm 1-2 lần hẹn nữa, tùy theo cái răng sứ mà bạn nó muốn hình dạng như thế nào. Vâng ạ. Sau 4 lần hẹn tại nha khoa em Cát thì vị nữ khách hàng của chúng ta đã có một hàm răng như ý và rất là xinh đẹp rồi. Chúng ta cùng nhìn lại nha. Trong quá trình làm răng sứ tại em Cát thì qua 4 lần hẹn như vậy, thì không biết là chị Bình có cảm nhận và suy nghĩ gì về dịch vụ tại nha khoa em Cát không ạ? Thì sau khi làm xong thì mình cảm thấy ở đây rất là cái thời gian mình làm rất là ngắn, không có kéo dài. Rồi bác sĩ làm thì rất là nhiệt tình, nhân viên thì chăm sóc rất là chu đáo, mình cảm thấy ok. Sau khi đã thực hiện dịch vụ bọc răng sứ tại em Cát rồi, thực ra thì nó cũng rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng đúng không ạ? Thì bạn mình có chia sẻ gì muốn nhắn nhủ tới các bạn nữ hoặc là bất kỳ ai đang có nhu cầu thẩm mỹ răng không ạ? Thì sau khi mình làm răng xong thì mình cảm thấy tự tin lên hơn, cười nhiều hơn. Thì đối với những ai mà kiểu như là đang muốn làm răng thì cứ mạnh dạn làm răng đi, nó sẽ không có gây đau như là mình nghĩ. Với lại là cười thì sẽ tự tin hơn, đẹp hơn, cảm thấy đẹp hơn. Buổi nói chuyện ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chị Bình xinh đẹp đã dành thời gian ít phút dành cho nha khoa em Cát nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.